vậy thì em phải mua một cái loại mấy cái phim xịn đó ha. Không, cái loại thường nó ghi lại những cái hành trình mình đi đó. À, cái đó thì chuyên nghiệp vậy chứ. Không, nó nhỏ xíu mà chị, anh cứ gắn trên xe anh chạy vậy đó. À, anh đi khoảng bao nhiêu lâu, trung bình là nó thâu khoảng được mấy tiếng. À, nó đưa vô cái đĩa, cái thẻ nhớ nó nằm ở đó. Dạ. Sau mỗi lần đi người ta cộng thêm. Máy nó nhỏ, mấy cái xe nó gắn. À, giống như camera hành trình á chứ. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, camera hành trình. Đây đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt. Dạ. Yeah. Năm giờ 50 45 sáng mùng 9, bữa nay mùng 9 nè chú ha. Dạ. Yeah. Alo. Dạ đang đi, đang đi, đang đi. Dạ dạ. Dạ đang đi trên đại lộ bà. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Rồi gặp ở nhau ở đó nha ba. Ba con điện ở tới đâu à? Dạ chưa chưa. Chưa đi à. Còn bữa nay với ngày mai đó là hết mùng hả chú ha? Dạ. Mai là hết rồi. Mai còn mùng mới. Mới qua mền đó. Mùng mền. Bây giờ đã tự động tắt đèn hết hả chú ha? Gần 6 giờ sáng. Dạ. Gần 6 giờ sáng tự động tắt đèn đường. Máy này rõ. Dạ. Đây là cầu Ông Lãnh. Thấy được nhà thờ.
chip pin. Yeah, không đắt chip pin. Yeah, ok. Mình sẽ cầu Cà Mét. Rồi, chuẩn bị qua hầm Thủ Thiêm nè. 6 giờ sáng mùng 9 Tết. Hầm gồm có hai ống, ống đi ra, ống đi vô hả chú ha? Đúng rồi. Mỗi ống gì là có hai làn dành cho ô tô, một làn dành cho xe gắn máy. Chưa hoạt động hả chú? À, nó còn cái này, cái hầm này nó còn đang bảo hành á. À nên nó chưa cho thu. Dạ. Qua bên đây là khu vực quận 2.
tay trái là dự án căn hộ tập đoàn Khải Hoàn. Kết thúc Đài Loan Đông Tây, rẽ lên đường cao tốc. Anh đi tập cao tốc hay là đi á? Dạ tùy chú ạ. Tại vì đi đường này thì nếu nó nhanh nhưng mà sợ tắc để đi đường này. Dạ. Nếu mà nó kẹt thì đi cao tốc. Dạ. Đường nào cũng được chú thấy cái nào mà muốn điện á. Này tôi tưởng nên đi khoảng cách lái chứ. Cao tốc đi vô. Cao tốc hả? Được không vô? Được. Em đi cao tốc. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Im hơn. Hay tùy chú hả? Không, thì anh muốn đi cao tốc, tôi đi cao tốc cho nó nhanh. Em ở vô đây à? Đường mình dẫn vô cảng cắt lái. À, dẫn vô cảng cắt lái. Thôi vậy đi đường này luôn đi chứ. Lỡ vô đây rồi. Mình ra cao tốc cũng được. Xuống dưới kia mình đi cao tốc. Sợ mình vô đây sợ nó kẹt xe thôi. Sợ nó kẹt công. Chắc hôm nay chủ nhật không đến nổi đâu chứ. À. Ok. Đi đường này đi chú ơi. Để mình đi tới cầu Phú Mỹ tới kia rồi sao ha. Dạ dạ. Ừ, okay. Nếu mà tới Phú Mỹ mà nó để trống thì mình đi tiếp. À đúng rồi, còn dạ. Nếu mà nó kẹt thì lên cao tốc. Lên cao tốc. Dạ rồi, cảm ơn chú. Đây là đường Đồng Văn Cống. Phường Thạnh Mỹ, quận 2. Thạnh Mỹ Lợi. Dạ.